Dạ, xin chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đến với kênh Hương Quê. Sáng hôm nay thì nương ra ngoài sông lớn đi dở 12 cửa ngục. Giờ tới cái chỗ 12 cửa ngục. Mình đặt ở ngoài đây nước sâu, có cây cùng móc, mình móc cái 12 cửa ngục lên. Trong cái tuốt trong đám lục bình luôn. Giờ này mặt trời mới lên, sáng mình đi ra sớm. Còn có cái chạch nữa. Ốc ôi còn sót con dời cái 12 cái ngục ở đây thì mình dễ kéo lên. Ở thằng mũi nó bị vướng. Này mình đặt tuốt ở dưới cái lục bình ấy, kéo lên nó nặng. Ôi, sóng đánh dữ rồi. Ôi, có cá linh. Đây đặt hai cái ngục này nối lại với nhau. Có cá lưỡi chầu. Có tép nữa. Một cái.
này có cá linh. Có một cụ nữa. Rất con cá bé chồng. Cá lửa chồng. Ôi có cá. Sống đánh dữ. Ôi tép, ngắp tép hết trơn luôn. Dở hai cái được nhiêu cá tép luôn. Bắt con cá đôi kiến ra rồi giờ mình bơi qua mình dở tiếp tục nữa. Mình bơi qua hai cái cửa ngục ở bên ngay cái cây. Móc nó lên. Ghim sát ở dưới luôn. Lôi từ từ lên. Dính rồi nè. Ôi, có cá. Cá dù đếm. Lấy cây cọng móc ra đây. Cái cây lại lôi ra.
lên nè. Ôi, cá chạch. Chứ cá vô đếm. Này chúng mánh cá chạch này. Sóng nánh. Sáng ghe chạy sóng nánh luôn. Bữa nay cá linh con bự bự không? Con cá vô ném. Hết chưa thôi, hết rồi. Bắt đầu lôi cái hai cái ngục lên. Đây có cái cây. Chịu cái cây để lôi lên. Này ghim sát ở dưới đất phải lôi lên. Phải dùng hết sức. Mười hai cửa ngục này có cái hôm này, cá nó vô đường này nè. Mình học cái mười hai cửa ngục có mấy cái hôm. Ôi có cá. Ủa cái này con cá linh bự bự không? Bên đây có cá nữa nè. Cá vô đếm. Ôi ôi. Nhóc cá hết trơn luôn. Ôi, cá cha, cá vô đếm. Cá rảnh bằng kia nữa. Ủa có con tôm nữa kìa. Ôi. Mở ra đổi cho thao. Quá trời cá luôn mà, có tôm nữa. Hai cái ngục này im. Sập xuồng nó bị gãy. Chút vô. Cá một kiến. Ồ cá lô kiến uống luôn. Ăn cá lô kiến luôn. Để nó quậy hơi chết mấy con cá linh. Bên đây mới nhiều nè. Cá cha rồi tôm nữa. Wow, quá trời cá luôn à. Cá vô đem dưới cái ngạnh.
Dưới cái này con cá trang. Ôi, rồi con tôm càng. Nó kẹp con cá chạch luôn. Thao cá. Rồi tiếp tục lên. Trời cá luôn à. Nay đặt mấy cái 12 cái cục ngoài sông lớn dính cá. Cha bự. Rồi nhảy ra ngoài con. Rồi bữa nay mình ra ngoài xong giỏ 12 cái ngục được bao nhiêu cá. Thao cá luôn. Bây giờ mình về. Có cá có tôm luôn. Nhảy nước cho chỗ sống. Giờ bê sụt về. Mình mới đi dỡ 12 cửa ngục về thì bữa nay được bao nhiêu cá đây? Tao kêu ông chơ, bà giờ 6 quá là xuống mua. Dạ, cá cha nè, cá chạch, cái này cá rảnh, cá linh nữa, được một mớ tép. Giờ mình đem ra ngoài đường lộ bán cho cô chú ăn. Nay cá chạch rất là ngon luôn, nay dỡ 12 cửa ngục trúng mánh cá chạch. Cá chạch ngon lắm bố. Cá chạch mà ngon. Dạ, 12.100 gram bố. Ừ. Cái đi mấy thím ơi. Dạ. Nè mày lấy bọc coi coi tao ấy bên này đi rồi cân cá này tao luôn nè. Cá cha. Ừ dạ. Mua đồ có đồ ăn rồi mà mua để dành ăn ăn vài bữa. Xe xe bố ơi. Né cho xe qua. Dạ. Dạ hai xe ăn gõ này kia đi mạnh hết trơn rồi phải có nói nhà nó cũng mua đó. Cái này 550 gram 15.000 ký. Nửa ký hơn bảy nữa. Cá sấu ơi. Mua vợ cá chạch ngon ngon lắm nè. Con này 8.000. Dạ. Cá chín lấy tép không? Cái này nè mua. Rồi bốc lửa cá chạch nha, dạ. Tao có lửa tao hốt ngang cho mày luôn dạ. Nè, đó là lửa. Rồi cân nhiêu luôn rồi. 12.100. 12 kg hả? Dạ. Này 300 gram. Căng hết cho 6 cá chạch đi lửa hết cá chạch. Dạ. Vô bọc cho nó luôn. Dạ. Bỏ cá.
Thì này ái đây. Rồi rồi, đổ rồi cổ. Nè, lượm ra, lượm ba cái này ra nè. Để con tính cho bốt cái đây 300 gram. 36, 36 như này 8.000 là 44.000 bốt ơi. Dạ, có bốt 44.000. Cá lưỡi châu rồi cho nó. Dạ. Hai cá lưỡi châu. Này sáu mua hết cá chặt luôn. Có cái không? Dạ có nè chị. Ô nhảy nhảy nhảy. Đây mấy con bự bự. Cá Linh con có bự bự không nè. Dạ này, chị lựa đi. Rồi cảm ơn bà Út luôn. Cá Linh tròn đó. Trời ơi gì mà nướng mà nó ngon. Dạ. Ô còn con. Con có tay bự đó nè. Ừ. Còn con cá lưỡi trâu nữa. Nó chuối đâu mất tiêu rồi. Ôi lựa cá bự hết rõ cá nhỏ sao. Rồi ra ngoài luôn. Chị lựa đi. Ơi to cái gì à. Dạ cảm ơn bố cái bố. Cá chạch bán hết rồi hả? Dạ 6 mua hết rồi. Cái này 1 ký mốt giác. 1 ký là nó 120, 100 gram 12 nữa hả? Là 122.000. Ở đâu? 132.000. Căng chị với đó. 130 thôi Sáu ơi. Rồi đợi chuyện xíu nha. Cái này nửa ký yếu. Thêm nữa chị, chẳng nửa ký đi. Thêm thôi. Cái này 20.000 ký à. Cái Linh phải không? Rồi 10.000. Quá rẻ luôn. Dạ. Không có tiền hối luôn, có tiền lẻ luôn đưa em đi. Cửa 630 hả? Hồi là 70. Hồi là 70.000. Nhà đã chuyển xíu nha. Rồi, cảm ơn chị rồi. Rồi, cảm ơn Sáu nhiều. Hồi 70. Đợi con xíu rồi bắt chín. Xin tép để căng cho nghe, để nghe đợi. Nhà con cá cha phải không? Mấy con. Nước rồi. Cái gì? Nước thôi. Con mua nước anh cho. Hai con phải không? 400 gram giác, 400. Cái này 15.000 ký. 400 gram. 6.000, 6.000 à. Rồi chị hỏi 4.000. Rồi cảm ơn nha. Ồ cá nhảy luôn. Cái này 100 gram. Cái này 10.000 à. Chính ơi. Cái này cho chín đi. Dạ. Ăn hết luôn ha. Cái này 20.000 ký không? Cái này cá chẳng như cá Linh. Cá Linh cái này con bự. Rồi đi kiếm ba. Gặp đâu mua đó ăn. 600 gram giác. 12.000. 12 với kia 10.000, 22.000. Cảm ơn bác Chính. Cảm ơn nhỏ luôn. Dạ. Sáng giờ lưu tiên. Bốn con hả em ba? Bốn con. Nửa ký. 7.500. 7.000 hả ba? Cá cha này con nhỏ nên con bán 15.000 ký. Nè. Rồi, cảm ơn bà. Rồi, nãy giờ mình đem ra mấy cô mấy thím mua ủng hộ cũng gần hết rồi, còn một mớ cá cha. Cái này với mấy ba con cá lưỡi trầu. Ba cá lưỡi trầu. Còn mấy cá cha này tiếp con hết luôn hả bà? Này. 15.000 một ký. Bà ba ăn mấy con cá lưỡi trâu tặng bà ba luôn nè. Được chín mấy con cá lưỡi trâu. Dạ. Hôm nay dở 12 cỡ ngục. Được mớ cá. Này 600 gram. À, nửa ký nó 7.500. 100 gram nó 8-9.000. Chín ngàn bà ba ơi. Đây.
hói bà ba 11.000. Rồi cảm ơn bà ba nhiều. Hết cá luôn. Cũng cá bà ba mua ủng hộ hết luôn. Chú bán chỗ lông gà xuống luôn. Xem bữa nay mình bán được bao nhiêu rồi. Tiền hối của mình là 40.000. Ở nay đặt 12 cửa ngục ở ngoài sông lớn thì dính cá chạch rất là nhiều luôn. Cá chạch bữa nay ngon. Bữa nay đem bán cho cô chú ăn. Lâu lắm rồi nuôi mới bán cá lại. Quá trời tiền luôn. Lâu lắm mới được bán cá đếm tiền. 200, 201, 12, 14, 16, 18, 20, 220, 228.000. Hôm nay được 228.000. Hôm nay thì mình đi dở 12 cửa ngục ngoài sông lớn bán được 228.000. Video của mình đến đây cũng kết thúc. Cảm ơn ông bà, cô chú, anh chị, các bạn đã xem và ủng hộ kênh Hương Quê. Hẹn gặp lại video tiếp theo. Bye bye.